nghe táo bón tại nhà nhờ Insotagon. Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ tư vấn sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chấm dứt tình trạng táo bón ngay tại nhà với sự hỗ trợ của sản phẩm Insotagon. Táo bón là một vấn đề sức khỏe phổ biến nhưng lại gây khó chịu và ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hãy cùng khám phá cách khắc phục tình trạng này hiệu quả nhé. Vậy tại sao chúng ta lại bị táo bón? Táo bón thì có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân như là chế độ ăn uống thiếu chất xơ này, uống không đủ nước này, ít vận động hoặc là căng thẳng. Khi bị táo bón thì phân trở nên cứng và khó di chuyển qua ruột, gây đau đớn và khó chịu. Vậy cách để điều trị táo bón tại nhà là gì? Để điều trị táo bón tại nhà thì điều đầu tiên cần làm là thay đổi chế độ ăn uống và lối sống. Bổ sung chất xơ, các bạn nên bổ sung thêm thật nhiều rau xanh này, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn hàng ngày. Chất xơ thì giúp làm tăng khối lượng và làm mềm phân, giúp phân dễ dàng di chuyển qua ruột. Thứ hai là uống đủ nước. Mỗi ngày thì hãy uống ít nhất là 8 ly nước, tương đương với 2 lít nước để giữ cho cơ thể và hệ tiêu hóa luôn được cung cấp đủ nước và đủ độ ẩm. Tiếp theo là vận động thường xuyên. Tập thể dục đều đặn thì giúp kích thích hoạt động của ruột, từ đó làm giảm nguy cơ táo bón. Tiếp theo là thói quen đi vệ sinh đúng giờ. Các bạn hãy tập cho mình thói quen đi vệ sinh vào cùng một thời điểm trong ngày, tránh nhịn đi vệ sinh khi có nhu cầu. Ngoài việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, thì việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ như là Insotagon sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng táo bón. Insotagon chứa chất xơ hòa tan, giúp tăng cường nhu động ruột và cân bằng hệ vi sinh của đường ruột. Insotagon không chỉ làm mềm phân mà còn giúp tăng khối lượng phân, giúp bạn đi tiêu dễ dàng hơn. Sản phẩm còn giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa tổng thể, ngăn ngừa táo bón tái phát. Để đạt hiệu quả tốt nhất thì bạn nên sử dụng Insotagon theo hướng dẫn sau. Bạn nên dùng 1 đến 2 gói một lần, tùy vào nhu cầu và mức độ của táo bón. Khi dùng thì pha Insotagon với nước ấm hoặc là nước lọc, khuấy đều và uống ngay sau bữa ăn. Nên duy trì sử dụng hàng ngày để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách điều trị táo bón tại nhà và lợi ích của sản phẩm Insotagon. Hãy thử áp dụng và cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.